gian đêm thật yên ắng. Ngân nga giai điệu hay, lòng vui làm sao. Có lẽ tôi đã quên mất tựa bài, chỉ thấy quen thuộc khi lời ca vang mãi. Những vui buồn ấy, những thăng trầm ấy, những ngày cùng em tay nắm tay. Một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi về em, nhớ nhắc tôi từng đêm hát bài ru em ngủ giấc em. Một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi từng yêu nhiều như thế, nhắc bầy trâu con, nhắc thời vàng son, nhắc tôi còn. Một giọng ca rất là ngọt ngào, một bài hát rất là tình cảm. Chào mừng CC Trương đến với Siêu Bánh ngày hôm nay. Đầu tiên thì CC xin được gửi lời chào đến tất cả các khán giả cũng như là các thợ bánh, các đầu bếp của chúng ta. Thật sự là CC cảm thấy khá là bất ngờ khi mà mình được nhận một cái lời mời làm giám khảo khách mời của một cái cuộc thi làm bánh. Chủ đề của ngày hôm nay là về gia đình, bầu trời của con, nên là CC cảm thấy rất là xúc động và cũng như là rất là hạnh phúc khi mà được có mặt ngày hôm nay. Gia đình luôn luôn là một cái điểm tựa dành cho CC đúng không? Vậy thì nếu mà khi mà gia đình của mình vây quần bên nhau á, thì CC có thường hay nấu ăn cho gia đình không? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Dạ thật ra là cũng có. Ở nhà thì cả CC hay là ba với mẹ đều nấu ăn. Và CC thì làm bánh cũng khá khá. Không, khá đâu. Vậy là CC đã từng làm những loại bánh gì cho gia đình mình ăn rồi? CC làm tabaruti nè, làm giò chó quẩy nè, làm bánh mì nè. Tỷ lệ thành công bao nhiêu? Tỷ lệ thành công thì thật là bánh mì tới bây giờ mình vẫn fail nha. Bây giờ mình vẫn chưa làm được. Cái mẻ bánh mì đầu tiên CC làm chắc là phải nó cứng như cục đá luôn á. Không ăn cắn là gãy răng á. Thôi, bỏ qua. Vậy thì coi như là ngày hôm nay CC ở đây á, là có một cái duyên đến với Siêu Bánh đi. Mình sẽ mang đến một cái đơn đặt hàng như thế nào dành cho các thợ bánh của chúng ta đây? Bánh ngọt thì thật ra là ba mẹ của CC đều rất là thích sô-cô-la đắng. Cũng như là mẹ của CC thì hay thích có vị mặn mặn ở trong đó, như là caramel, salted caramel. Dễ mà đúng không? Hoàn toàn là tụi Thịnh không biết sẽ có khách mời xuất hiện, vừa là yêu cầu về mùi vị nè, vừa yêu cầu về trang trí, một cái đề bài rất là nhiều. Với câu chuyện từ gia đình của CC, cái khẩu vị gia đình mà CC vừa chia sẻ thì không biết liệu rằng ngày hôm nay hai thợ bánh của chúng ta sẽ có một cái đề bài như thế nào để ban giám khảo? Đề của chúng ta ngày hôm nay là các bạn sẽ làm một chiếc bánh để tặng cho ba mẹ, nhưng phải đáp ứng được mong muốn của CC, đó là có vị đắng và vị mặn bên trong chiếc bánh. Một đơn đặt hàng kèm theo một đề bài thực ra là không dễ dàng. Và với thử thách vừa rồi thì người chiến thắng là thợ bánh Thịnh Nguyễn. Bạn là người sở hữu đặc quyền đặc biệt cho vòng 2 Siêu Bánh Lộ Diện. Thịnh Nguyễn sẽ có một đặc quyền là tước đi 5 phút của đầu bếp Vũ Thịnh bất kỳ lúc nào. Trong vòng này, hai thợ bánh sẽ có 120 phút để hoàn thành thử thách của mình. Hai thợ bánh của chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. 120 phút, bắt đầu.